Rồi bây giờ mình lên máy tính nha các bạn. Tại vì mình chỉnh cái camera để cho nó đỡ tốn thời gian. Đây, cái đèn của mình vẫn nháy liên tục luôn. Đèn của mình là nháy như phim hành động luôn. Giờ mình mở máy tính lên, mình dùng phần mềm scan IP nhé. Mình thường mình không mình sẽ chạy cái phần mềm IP scan này vào. Thực ra hồi nãy mình đây, nếu mà mình vào một cái hệ thống mà nó có rất nhiều máy tính đó, thì mình nên đem theo một cái modem wifi á, mình scan IP cho nó mau, chứ để một cái hệ thống mà lớn mà nhiều cái thiết bị á, mà mình scan nó thì nó sẽ lâu. Đây, ở đây á, mình thấy là cái laptop của mình nè, cái modem nè, và nó nè, XGN Connect 192.168.1.108. Nếu mà thường á, nếu mà các bạn không có nhìn thấy cái chữ XGen Connect này á, ở một cái số mình xài phần mềm scan IP nhiều á, thì cái name này nè, nó những cái máy nào đã xài cái địa chỉ này rồi nó sẽ không còn, nó sẽ dùng cái tên cũ, cho nên mình có thể là không có biết được cái này có phải là XGen Connect hay không. Thì mình chú ý cái menu Factory này nè, thì nó là Microchip Technology như này, C này nè. Đấy, thì mình chú ý nó, thì mình gõ vào cái địa chỉ IP của nó. Thì mình installer nhé, và cái path của nó là cái mã lập trình 9713. Đây, thì mình vào đây á, mình sẽ thấy cái hệ thống nó báo, nhất là báo cái control một bay bát low battery. Mình qua phần zone đi. Đây, những cái zone nào mà nó ready á, thì nó sẽ màu xanh, và những cái zone nào mà nó chưa ready á, này nó cũng ready rồi nhưng mà nó đã báo temper đó, cho nên mình sẽ biết được là những cái zone nó chớp nhanh á, như vậy á, là do nó còn báo temper. Thì bây giờ mình nhấn up này nha, nhấn up vài cái. Rồi, khi mà mình nhấn up rồi đó, thì mình quay qua đây mình xem nè. Đây, cái bàn phím của mình hết rồi nè, hết rồi nè. Tuy nhiên hết, nhưng mà nếu mà mình thử lại á, thì nó sẽ báo tiếp nha. Đó, thì cái đó là mình ốp ở trên, chỉ có ốp ở trên phần mềm hoặc ốp trên web thì nó mới hết cái hiện trạng đó thôi. Còn thêm một cái nữa, nếu mà muốn hết đó, cho nhanh đó, thì mình tắt nguồn của bo thì mình ốp nó nha. Thì để giải quyết cái vấn đề đó, thì trước tiên á, là mình vào cái phần setting đây nè. Mình vào phần setting, cái mình vào cái phần là system. Đây, system đây á, mình có hai cái nè, có hai cái nó check nè, đó là cái bốc temper không. Đấy, hai cái nó đang check á, zone doubling á, thì không có bốc temper và zone temper. Mình bỏ hai cái này đi, mình bỏ chọn hai cái này đi.
mình sao lại. Vấn đề giờ này thì mình giải quyết sao? Mình sẽ giải quyết cái join trước. Sau khi mình sao lại á, mình lên đây, mình sang cái phần join, mình sẵn mình lập trình join luôn. Join ở đây á thì mặc định á, nó để là join 1 là exit. Exit delay, join 1 là join delay á, thì giờ mình không muốn nó delay luôn. Mình sẽ cho nó là báo tức thời luôn. Khi mà cài đặt á, thì báo thì nó là số 6, thì nó cũng giống như là ở init á, mình cài đặt số 6 thôi. Ở đây join type mình chọn là số 6 instance nha. Mình sao lại. Ok. Ở cái join name này á, thay vì ở đây mình chọn số join nè. Còn cái join name này mình tên join, thí dụ như cửa sổ hay là cái gì á, thì mình muốn đặt thì mình đặt thôi. Ví dụ luôn. Cửa sổ. Sao lại. Rồi, mình có một join cửa sổ. Thì ở đây nó sẽ hiện là cửa sổ nè. Đấy, join 1 là cửa sổ nè. Bây giờ mình qua join 2. Join 2 á thì mình sẽ xài cái số 6 luôn. Cho nó về số 6 luôn. Sao lại. Xong rồi mình xem join 3. Join 3, từ join 3 trở đi á, thì nó bắt đầu nó giống rồi. Giống nhau rồi. Bây giờ mình xem join 8 rồi, nó có đang là báo cháy không? Nó cũng vậy luôn. Đấy, vậy là mình đã lập trình từ join 1 đến là join 8 là nó là số 6 là báo động hết. Sao lại một cái nữa đi. Rồi. Sau khi mình sao lại xong á thì mình thoát ra nha. Mình phải log out ra. Thì nó cũng giống như là khi mà mình đang lập trình init á, mà mình không log out ra thì mình can thiệp vô bên bo mạch á, thì nó cũng không có tác dụng gì đâu. Đây. Mình sẽ thử gỡ công tắc từ ra nhé. Đấy, nó đã hết rồi nè. Bây giờ mình gỡ cái join 1 thì nó sẽ chỉ chớp cái số 1 thôi nè. Đấy, mình sẽ thử join 2. Đây, join 2. Đây, chỉ chớp join 2. Join 3. Join 4. Join 5. Join 6. Join 7. Join 8. Rồi, mình để lại công tắc từ của join 1. Nó đã hết nhưng mà cái hệ thống còn đang báo lỗi. Coi coi báo gì lỗi đó, một chút xíu mình tắt nguồn mình mở lên lại là nó hết à các bạn. Rồi, như vậy là mình đã giải quyết được cái vấn đề mà gặp ở cái bo này khi mà mình mới mở lên lần đầu. Mình thử cài đặt.